Mưa lớn những ngày qua tại các tỉnh phía Bắc đã gây nhiều thiệt hại về người và của. Tại Lai Châu, mưa lớn đã gây lũ và sạt lở đất, vùi lấp một người dân và cuốn một người bị lũ cuốn trôi. Còn tại Lào Cai thì mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Tại huyện Bát Sát của tỉnh Lào Cai, lượng mưa ghi nhận được trong hai ngày qua có thời điểm lên đến mức 240 mm. Mưa lớn khiến mực nước các sông suối trên địa bàn lên nhanh, đồng thời gây ngập lụt cục bộ ảnh hưởng đến tài sản hoa màu của người dân một số tuyến đường tại huyện Bát Sát đã bị sạt lở khiến giao thông ách tắc tạm thời. Còn tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, mưa lớn khiến khu vực km 12 tỉnh lộ 130 đã xảy ra sạt lở ta luy dương với khoảng 30 m dọc đường. Sạt lở đất khiến một người phụ nữ bị vùi lấp. Rất may, ngay sau đó được người dân và lực lượng chức năng tìm thấy nạn nhân và đưa đi cấp cứu. Còn tại xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, một thanh niên bị lũ cuốn trôi mất tích. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân ngoài lào cai lai châu cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh vùng núi như yên bái sơn la hà giang tuyên quang thanh hóa và nghệ an